Hôm nay thì em Lê Hương sẽ lên sóng cho các bác nhà mình với một dàn chân ngắn phân khúc cỡ A. Em cũng đánh giá tầm hơn chục chiếc. Hiện tại bên em Hương đang có rất là nhiều những dòng xe Kia Morning, số sàn cũng như là số tự động nhập khẩu có Việt Nam, có tầm tài chính thì từ 230 triệu, 235 triệu quay đầu các bác nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng cho các bác một dàn này. Đầu tiên là một chiếc xe Kia Morning với lớp sơn màu đỏ đẹp, được sản xuất vào năm 2010. Chiếc xe Kia Morning này của em là nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc các bác nhé. Em này thì lên có đèn pha bi cầu, dòng nhập khẩu sẽ có cho em là la răng hoa mai thể thao rồi. Giá chào bán là 238 triệu này, có Kia Morning này. Bên đây là thêm một chiếc xe Kia Morning nữa thì em này khá hợp lý hơn vì với tầm tài chính chỉ có 172 triệu thôi. Được sản xuất vào năm 2007 nhé. Dòng xe nhập Hàn nguyên chiếc, form cũ nhưng giá khá là hợp lý này. Và bên cạnh đây nữa là một chiếc xe với lớp sơn khá là nổi bật luôn, cũng là Kia Morning và dòng xe nhập Hàn, lên đầy đủ la răng, xi nhan trên gương cũng như là đèn halogen siêu sáng, nhập khẩu nguyên chiếc 2.10, giá chào bán cho bà con nhà mình là 238 triệu này. Và bên cạnh đây tiếp tục thêm một chiếc xe Kia Morning số tự động đời 2010. Em này thì biển 14 Quảng Ninh, lớp sơn màu trắng đẹp. Giá chào bán ngày hôm nay là 238 triệu, cũng là dòng xe nhập nhá, lên đầy đủ hoa la răng hoa mai rồi. Chiếc này và chiếc này nếu như nhìn bên ngoài thì gần như là giống nhau, nhưng em này là bản Việt Nam nhé. 2010, bản này là bản Việt Nam nên khá là hợp lý về giá hơn. La răng đúc, không phải la răng hoa mai nhưng la răng đúc, có lên xi nhan đầy đủ cho em này. Xi nhan trên gương, đèn halogen và có đèn gầm hạt xoài. Em này 2010 giá chỉ có 219 triệu thôi. Và bên này, cùng chiếc xe là màu vàng này cũng là bản Việt Nam nhé. 2010, hai chiếc xe này là cùng là bản Việt Nam và với tầm tài chính cũng chỉ có 219 triệu thôi. Số tự động AT1.0, 5 chỗ ngồi của Kia Morning này. Sang bên đây nếu như màu trắng, màu đỏ, màu vàng mà các bác chưa ưng thì ngày hôm nay một chiếc xe màu sẽ chìm chặn hơn một chút, màu lâu cà phê đẹp nhé. Một chủ từ mới bản SNX, cũng là dòng xe nhập khẩu 2009 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2010, 230 triệu cho các bác nhà mình có thể sở hữu cho em một chiếc xe Kia Morning nhập Hàn này. Bên đây thì tầm tài chính hợp lý hơn nữa đây, 175 triệu, được sản xuất vào năm 2007 nhé, cũng là dòng xe Morning nhập. Nhưng em này nó form cũ hơn một chút nên là giá chỉ có 175 triệu thôi. Và sang bên đây, dành riêng cho những bác nào lái mới, tập lái muốn mua một chiếc xe trên 100 triệu thay vì đi một chiếc xe SH lắng mưa, thì ngày hôm nay em còn có Kia Morning bản Việt Nam nhé. Em này đời 2010, giá chào bán chỉ có 130 triệu thôi, số sàn màu trắng đẹp, lên cho em la răng hoa mai rồi. Có cho em Kia Morning nhé, đời 2010, 130 triệu. Và cuối cùng là một chiếc xe Kia Morning biển 98 Bắc Giang, lớp sơn màu lâu vàng siêu đẹp luôn, bản Sport nhập khẩu nguyên chiếc, cùng là số sàn như em này lên điều hòa auto rồi và giá chào bán chỉ có 159 triệu thôi. Tất cả đều trang bị đầy đủ cho em màn hình cam lùi, cam hành trình. Và vừa rồi một và dàn những mẫu xe chân ngắn phân khúc cỡ A này, em Lê Hương đều bao rút hồ sơ. Bác nào cần check hãng thoải mái các bác nhé. Để lại số điện thoại cũng như là alo trực tiếp cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790, chọn một trong vài mẫu xe này các bác nhé.